Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tô Trinh của mình. Hôm nay mới cùng mình hoàn thành bức tranh 3 quyển sách và một bình hoa. Mọi người cũng đón chờ xem mình sẽ hoàn thành bức tranh này như nào nhé. Mạnh nhện không tu được. Mình đã hoàn thành xong bức tranh, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé.